Thị trường giao dịch khó chịu quá ha. Anh chị cũng có thấy hôm qua thị trường chúng ta là một phiên như chưa hề cuộc chia ly. Thì hôm nay thị trường chúng ta lại cho chúng ta một cái động thái giao dịch cực kỳ khó chịu đúng không? Qua thị trường hồi chỉ số thì tăng cao nhưng mà volume rất ít. Hôm nay thị trường chúng ta giảm biên độ thì khoảng cỡ 7 điểm nhưng mà cái volume nó cực kỳ lớn đúng không? Chúng ta có những cái cây giảm điểm volume rất là to. Và anh chị lưu ý trên thị trường là anh chị phải quan trọng cái việc là khối lượng tham gia giao dịch trong từng ngày cũng như là cái yếu tố vận động của thị trường trong từng cái giai đoạn và chu kỳ khác nhau. Anh chị thấy là trong cái giai đoạn này thì những cái cây bán lớn của thị trường đa phần volume rất là to. Hôm nay giao dịch trên tỷ cổ phiếu, thanh khoản thị trường tăng cao, đặc biệt nó lại theo chiều hướng giảm điểm. Thế thì đối với cái việc mà thị trường ta đóng cửa 1.238.89 giảm khoảng cỡ 7 điểm, đối với những cái xung lực như thế này thì anh chị cần phải lưu ý những gì mà những gì anh chị cần phải quan tâm trong những phiên sắp tới. Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh nhiều có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta bán ròng gần 1.400 tỷ. Ông tự doanh nhìn qua rất là hoảng đúng không? Đỏ le hết, gần 800 tỷ. Hai bên này bán gần 2.200 tỷ anh chị. Thế bên mua thì anh chị phải biết tự chủ động là ai, là đa phần cá nhân mua với ai mua, tổ chức người ta sẽ bán trong cái phiên này. Thế tại sao thị trường ta lại đánh như vậy và tâm lý thị trường là sao? Việt Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích cũng như là đưa ra những cái hành động cũng như là sắp tới thì thị trường ta sẽ như thế nào. Đầu tiên anh chị thấy là thị trường ta giảm volume lớn đúng không, tăng phục hồi lại volume rất là bé đúng không, nhỏ. Đây là một cái điểm trừ, cái điểm trừ này trừ lớn lắm anh chị. Những anh chị nào mà chúng ta đi phân tích về thị trường mà anh chị không hiểu về cung cầu tỷ lệ anh chị thất bại cực cao, bởi vì anh chị không hiểu về những động thái mua bán của các yếu tố về mặt là xung lực cổ phiếu dẫn đến cái việc quyết định chúng ta sẽ rất dễ sai. Thứ hai là anh chị thấy hôm nay thị trường chúng ta có một phiên giảm, mặc dù nó không giảm kịch biên là không giảm thấp nhất phiên nhưng mà hôm nay nó là một phiên giao dịch nó khối lượng nó tương đối to và cả tỷ hai cổ phiếu. Hôm trước là cây giảm tỷ ba, hôm nay giảm tỷ hai. Tại sao tổ chức hôm qua hôm trước đó là phiên đè hàng nè, phiên này thì người ta mua vào đánh lên, sao phiên này lại quay đầu? Tổ chức đánh gì kỳ vậy đúng không? Ta phải đặt ra những cái câu hỏi như thế, tại sao tổ chức người ta đánh kỳ cục như vậy? Thì quan điểm mình nha, tổ chức những cây này người ta bán hết á, chỉ có là người ta tạo ra những tâm lý cho anh chị nhà đầu tư thôi. Thứ nhất là người ta bán một phần cây này, có mua lại cây này người ta sẽ giao dịch T0, lưu ý nha, cây này người ta sẽ giao dịch T0 và người ta sẽ đánh tâm lý anh chị nhà đầu tư. Lúc này anh chị sẽ thấy là cái việc mà chúng ta đúng sai trên thị trường nó trở nên rất là nhanh. Ví dụ cây này anh chị chúng ta đang mua mà thị trường giảm điểm là mua sai nhưng ngày mai lại thành đúng. Còn cái cây này nói là cái việc là anh chị mới sáng hoặc là ngày hôm đó bán ra trong lúc thị trường giảm mạnh là đúng, ngày hôm sau lại sai. Sai xong ta quay lại chúng ta mua, chúng ta quay lại chúng ta mua và chúng ta cảm thấy là đúng thì hôm nay lại cảm thấy sai sai à. Tức là tâm lý của chúng ta trong giai đoạn này nó bị quằn quằn lên quằn xuống, tức là hành động bán cây này trong ngày hôm đó là đúng, hôm sau chúng ta đang nghi ngờ ngờ về cái năng lực của bản thân đó. Chúng ta thấy ủa chúng ta sai, quay lại mua, hôm nay mua xong lại thấy cũng sai sai, bây giờ lỡ bán ra nữa đó là ngay đáy giống như cái cây này thì sao? Tâm lý của anh chị nhà đầu tư đang bị dẫn dắt bởi các yếu tố vận động của tổ chức và người ta liên tục tạo cho anh chị nhà đầu tư những cái yếu tố về mặt là thị trường ta xung lực khỏe, mọi thứ nó ok. Nhưng quan điểm của mình không, tất cả những cái yếu tố vận động của thị trường nó đều có yếu tố phản ánh mặt cung cầu. Khi nào thị trường ta bị bán những cái volume lớn như thế này anh chị phải rất là dè chừng đối với cái yếu tố vận động. Cái thứ hai, phục hồi với thị trường ở thời điểm hiện tại volume rất là thấp. Tại sao cái cây này mình mua được? Bởi vì nó đạt một cái là đạt chiết khấu luôn anh chị, thì mình mới có thể tham gia. Còn những cây này nó chưa đạt chiết khấu nên là khi mà nó đạt cây này nè thì là trong viên là nó đạt luôn chiết khấu rồi. Lúc này nó giảm một phát gần cả 100 điểm là đạt ngay chiết khấu thì nó có thể phục hồi lên được. Còn lúc này thị trường ta đang giao dịch với biên độ đang tương đối hẹp, dẫn đến cái việc chiết khấu của thị trường ở thời điểm hiện tại là không có. Mà khi nó không có thì anh chị phải lưu ý là hôm nay là một trong những cái tín hiệu mà anh chị phải cân nhắc, đó là cái việc mà thị trường ta có những cái yếu tố bị lag lận. Anh chị thấy cuối chiều là bắt đầu có nhiều cái yếu tố bị lag không, nhiều cái yếu tố bị nghẹn lận không? Lưu ý nha, đặc biệt lưu ý những anh chị nào mà chúng ta đã từng tham gia thị trường năm 2020 2021 mà trải qua cái tâm lý này anh chị phải rất hiểu cái yếu tố đó, vì cái xung lực bán, cái lực bán rất là dồn dập, lập tức những ai mà đặt ở dưới mua nó khớp hết. Tức là nó làm sao ạ, lúc đó là cái yếu tố về mặt là anh chị không hề kịp lận và nhìn qua nhìn lại thấy cổ phiếu mình khớp tiêu, lưu ý ha. Vì thế là đây là một trong những cái yếu tố vận động rất là khó chịu của thị trường trong một cái biên độ rất là lỏng lẻo. Mà trong một cái biên độ lỏng lẻo như thế này, cái quan điểm của mình đưa ra cho anh chị nhà đầu tư đã từ trong ngày hôm qua là thị trường phục hồi lên, cái quan trọng đầu tiên của anh chị là hạ thị trọng cổ phiếu, đặc biệt là không mua, mua là phải mua những cái giảm không mua cái tăng đó. Thị trường ta giảm cây này nhiều cổ phiếu nó không tìm về được cái vùng đáy cũ ở trong phiên, thì ngày hôm sau nó phục hồi như nhóm chứng khoán, thì ngày hôm nay phục hồi nó phản ánh về cái đà phục hồi của nó rồi, nó còn tăng lên một nhát nữa nó test được cái nền trên rồi. Thì những cái cây như thế này anh chị phải tranh thủ hạ thị trọng cổ phiếu đi. Ví dụ như mà nói cây này là bên mình bán khá nhiều,
Và cũng nói luôn với anh chị nhà đầu tư là phiên nay bên mình bán từ sáng tới chiều. Sáng ra là mình đã bắt anh chị nhà đầu tư và nhả hàng rồi. Lưu ý nha. Vì thế đó là cái yếu tố quan điểm của mình về thị trường. Khi thị trường chúng ta không có một, thứ nhất là độ tích lũy nền tốt, thứ hai là đánh quá lỏng, thứ ba là đánh về tâm lý, cái thứ tư là tạo biên độ quá lớn. Đó là một trong những tiêu chí để mình không hướng dẫn anh chị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng danh mục ở thời điểm hiện tại, mà chủ yếu là canh bán hàng ra khi thị trường chúng ta có yếu tố phục hồi. Hôm qua là mình bán vào cuối chiều, thì phiên hôm nay mình bán vào sớm, bắt đầu khoảng 9-10 giờ là bắt đầu vác hàng, là bắt đầu tư vấn anh chị nhà đầu tư bán cổ phiếu rồi. Như anh chị trong nhóm mình nhắn tin cho mình, sao hôm nay là em lại gọn danh mục thế, hôm nay tại sao bán nhiều vậy em? Đó, có rất nhiều anh chị nhắn tin cho mình như vậy, sao thị trường đang tăng mà em lại bán như vậy? Thì mình cũng không biết trả lời sao, mình chỉ kêu là bây giờ anh chị nhà đầu tư, bây giờ mình không thể giải thích cho anh chị nhà đầu tư ngay lúc này được. Cái việc đầu tiên là mình phải hạ tỷ trọng cổ phiếu đã, thì mình tư vấn thì mình phải bán đã, bán xong mình lên video hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư. Vì thứ nhất là thị trường ta tích đỉnh à, không thành công. Thứ hai nữa là xung lực lên rất nhiều lần nhưng mà không bước qua được cái vùng 1.255, 1.260. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là cái sự phân hóa của thị trường nó không có đều, nhiều có bắt đầu đuối lực rồi. Thứ tư là nhóm đầu tư công kéo, nhóm đầu tư công kéo thì đó là một trong những cái tiêu chí về cái sự phân hóa. Vì thế chúng ta không có đánh các mã đầu tư công, thì chúng ta phải bán các mã cổ phiếu còn lại, tránh trường hợp là nó có áp lực trong cái yếu tố vận động phiên chiều. Nên lưu ý nha. Vì thế chúng ta phải lưu ý đó là một trong những cái tiêu chí để mình hạ tỷ trọng. Cái thứ hai nữa là mình cũng đã đưa ra cho anh chị nhà đầu tư một số cái hệ thống trước đó. Hệ thống của mình đã chia ra hai phần, một phần là các cổ phiếu chủ chốt, một phần là các cổ phiếu đánh tích cực. Mà các cổ phiếu đánh tích cực chúng ta có lời, ta phải chốt lời ra, chúng ta đạt tiêu chí, chúng ta chốt lời ra. Đặc biệt hôm nay có yếu tố FOMO đến từ cổ phiếu MWG. Con này blue chip mà anh chị thấy đánh trần là độ FOMO của thị trường rất cao, nó 59.8 mà nó trần là anh chị 59.8 là trần, gần 60 mà trần. Anh chị biết những cái con này mà nó trần á là nó cực kỳ khó, vì nó ảnh hưởng đến chỉ số rất nhiều. Và tổ chức người ta dùng con này để người ta kéo FOMO dòng tiền của thị trường đi vào, và kéo rất là rất nhiều ngành nghề có yếu tố FOMO theo con này. Cái thứ hai là anh chị quan sát kỹ sở thái Hòa Phát hôm nay đánh vượt giá 29 rất nhẹ, nhưng mà giao dịch cái vùng giá trên 29 cực nhiều. Lưu ý nha, lưu ý những cái điểm như thế, cổ phiếu đánh bức kháng cự thu hút dòng tiền nhưng mà sự rõ nét của thị trường là chưa rõ, dẫn đến cái việc là áp lực của cổ phiếu này giao dịch trên cái vùng giá 29, nhà đầu tư mua đuổi rất cao, và dẫn đến là lúc đó là một trong những cái tiêu chí nhà đầu tư tổ chức người ta sẽ canh mà người ta hạ tỷ trọng cổ phiếu trong những cái giao dịch như thế này. Và quan điểm của mình là hôm nay có khá nhiều đội mà mình biết hôm nay người ta bán thị trường rất là nhiều, và anh chị thấy thống kê cuối giờ thì anh chị cũng sẽ tự thấy. Ví dụ như trong giai đoạn này nè, vì sao mình lại mua? Vì cái cây này mình cũng biết nhiều đội người ta tham gia, người ta tranh thủ, người ta đạp, nhà đầu tư hoảng loạn mình mua, và người ta mua rất nhiều trong giai đoạn này, người ta cực rất nhiều trước cái nhịp lễ, và lên trên này người ta có xu hướng thoái trào cổ phiếu đi. Lưu ý nha, người ta hạ tỷ trọng cổ phiếu đi. Mình biết rất nhiều đội người ta đang vận động như vậy. Vì thế là trong những cái thời điểm như thế này, quan điểm của mình là thị trường này trước mắt nó sẽ test lại cái vùng giá 1.220. Đây là cái yếu tố kỹ thuật, tức là test vào cái vùng đáy trước. Sau đó làm gì ạ? Sau đó nếu mà thành công thì nó chỉ sẽ đi quanh cái biên này thôi. Nếu mà đẹp lắm thì nó chỉ đi quanh cái biên này, tạo ra một cái biên sideways. Đây là một trong những kịch bản tốt nha. Còn quan điểm mình mà là tổ chức mình bán những cái cây này nè, đa phần nhà đầu tư đầu kẹp hết ở cái ngưỡng này nè, thì nó sẽ thủng 1.220 để tiến với 1.200. Nó kiểm tra cái nền dưới này một lần nữa, nó kiểm tra một cái nền dưới này một lần nữa. Nếu mà nó không ok thì chúng ta sẽ tính tiếp. Còn quan điểm của mình là sẽ nhìn với cái góc độ là khả năng thị trường sẽ lủng cái đáy này 1.220, lúc này nó sẽ kích bán nhà đầu tư ra ngoài và ép thị trường ta đi xuống, nó sẽ kiểm tra lại cái 1.200 trước khi đi lên tiếp. Vì thế anh chị nhà đầu tư ta coi video này, anh chị phải nhất quán quan điểm giúp mình một chút, bởi vì mình không hôm nay không phải hôm nay mình mới kêu là mình bán, mà từ video qua kể cả video này nè, cái cây giảm này mình nói là ngày mai thị trường chắc chắn sẽ phục hồi, và lúc mà phục hồi cái việc đầu tiên anh chị cần làm là một hạ tỷ trọng cổ phiếu đi. Cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta phải chốt lời các mã cổ phiếu tích cực. Cái thứ ba là chúng ta phải hình thành cho mình một cái hệ thống giao dịch sao cho nó phù hợp, để làm gì? Trong những cái yếu tố rủi ro của thị trường chúng ta còn có hướng xử lý. Còn lúc nào anh chị chúng ta đi trên một cái trận chiến, lúc nào chúng ta phải tính cái đường thủ, và lúc nào cũng công đâu anh chị. Chúng ta thí dụ nhiều anh chị nhà đầu tư thủ sai này, quay xuống cắt lỗ, quay lại công ngược trở lại, và nó đánh thêm hai ba vòng nữa là giai đoạn này giai đoạn siêu bào NAV, đánh hai ba đầu nhận định không đúng hoặc là hành động nó sai, bán thì nhanh chạy lẹ lắm, tưởng thị trường gãy hôm sau đánh ngược lại quay lại mua, kẹp vào tơ, xác suất chết rất cao. Vì thế là trong những cái giai đoạn này đánh cực kỳ tâm lý, mà trong giai đoạn đánh cực kỳ tâm lý như thế này là anh chị phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, không bao giờ hưng phấn. Mình chưa bao giờ tạo cho tâm lý hưng phấn cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm của mình, để làm gì? Để họ biết là trên thị trường này ăn rất là ăn thì ok, nhưng mà nó còn có một cái câu xưa giờ ông bà nói rồi anh chị, nuôi 3 năm như thiêu giờ chút xíu là hết à. Mình đã từng lỗ rồi, mình đã từng cầm những cái khoản lãi đâu đó khoảng 10 cho 15 tỷ trên tài khoản của mình,
và mình cũng đã quay ngược lại, mình lỗ lại 10 tỷ là bình thường, tức là mình mất 25 tỷ. Đó, anh chị chúng ta phải giữ cho mình cái đầu lại, đừng bây giờ FOMO với thị trường, đừng bây giờ FOMO các yếu tố cổ phiếu. Lúc nào chúng ta phải giữ chúng ta một cái đầu lại để chúng ta xử lý cổ phiếu danh mục, bởi vì tiền bạc là mình mất. Lúc này anh chị sẽ thấy những cái tâm lý như sau. Thứ nhất là đây bán sai nè, quay lại mua đúng nè, yếu tố bán sai nè. Lúc này lúc mà thủng 1.220 sẽ lần lượt chưa bán đâu, nhưng mà khi nào kích về 1.200 kích lủng cái là vác ra bán cắt lỗ, đôi lúc là ngay đấy. Lưu ý nha, đặc biệt sẽ có những cái tâm lý đó ở thời điểm hiện tại, nên đâm ra là cái lúc này quan điểm của mình là luôn luôn giữ cho mình một cái đầu lại và hạn chế FOMO đối với các yếu tố vận động của thị trường, đặc biệt là phân tích thị trường dựa trên cái yếu tố cung cầu. Những cái gì mà bán volume lớn phải luôn luôn lưu ý, luôn luôn dè chừng những cái điểm mua điểm bán, bởi vì thị trường mình không phải là thị trường T0, thị trường này này là thị trường T2, T2.5, nên mua là phải 1.5 ngày sau nó mới về, mà lúc đó là anh chị chúng ta đánh cược vào cái yếu tố danh mục mà đa phần trên này nè lỗ nhanh lắm, đang lời thành lỗ cực lẹ, nên chắc chắn anh chị đầu tư, bởi vì mình cũng giao dịch mình biết mà, có ngày mình đang lời 1.5 tỷ nó quay xuống còn có tỷ à, hôm sau nó nhồi lên là tỷ 3, tỷ 4 rất nhanh. Vì thế là cái việc mà chúng ta thu lại nó rất quan trọng, và đặc biệt là hệ thống ta đưa ra chiến lược. Nếu chiến lược của mình những cổ phiếu chủ chốt đâu bán đâu, không hay giao dịch, nhưng mà những cổ phiếu T cộng có lời một chút ngay. Lưu ý nha, vì thế phiên hôm nay là mình bán rất là nhiều, tư vấn cho anh chị, định hướng cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm là cái việc mà thị trường ta phục hồi và các yếu tố rủi ro của thị trường trong cái phiên ngày mai, phiên ngày mốt nó tương đối cao. Cái ba là anh chị phải lưu ý con Novaland này, nó có những cái thông tin hôm nay nó kích bán cái con này bởi những cái thông tin trên fan kêu khả năng vỡ nợ Nova, xong nó xóa cái bài đi làm cho cổ phiếu bị kích bán. Nhưng mà anh chị thấy volume, những cái lực bán nó volume rất lớn, mua cây sàn là tặng thêm cây sàn nữa, à, hàng về ăn thêm cây sàn. Con này mà không giữ được cái mốc này á, 19.5 nè, nó về là cái mốc 18 anh chị. Và thông thường trong những cái giao dịch như thế này anh chị không nên bắt làm gì cả. Anh chị biết vì sao? Thứ nhất là chưa đủ chiết khấu, thứ hai là tin tức chúng ta chưa biết được những con này vẫn có yếu tố rủi ro, cái thứ ba là chúng ta còn phải lưu ý gì trong cái đà xuống cổ phiếu này. Chưa được, bắt lên đây là nhà đầu tư kẹp ở trên này rất là nhiều, vì thế khi nó đi lên là gặp cung, đi lên là gặp cung, đi lên là gặp cung. Vì thế quan điểm của mình là trong cái giai đoạn này nó sẽ có hai góc nhìn, một số anh chị nhà đầu tư kẹp thì mình đánh giá nó hơi rủi ro, nhưng mà quan điểm của mình nha là ngày hôm qua, ngày hôm nay mình bán rất là nhiều, mình đang cầm một lượng tiền rất lớn, mình đang cầm một cái lượng tiền rất lớn đó. Thật chút nữa mình sâu cho anh chị nhà đầu tư có khuyến nghị thì đây sẽ là một trong những cái cơ hội rất là tuyệt vời để anh chị đánh cái sóng sau của thị trường, bởi vì sóng đó là cái sóng rủ bỏ, và cái sóng rủ bỏ nhà đầu tư chút lời, rủ bỏ những nhà đầu tư mới vào để nó kéo lên trên 1.300, mà muốn kéo 1.300 nó phải có một phiên rủ đủ lớn. Nên lưu ý nha, quan điểm của mình đầu tiên là nó sẽ test lại cái vùng giá 1.220, sau đó làm gì ạ, sau đó nếu mà nó test không thành công, đục lủng cái mốc này, nó sẽ về kiểm tra lại cái mốc 1.200. Và lúc này á, anh chị nhà đầu tư lưu ý nó có rất là nhiều cái tâm lý, mai video sau mình sẽ phân tích tiếp tục cho anh chị nhà đầu tư sau. Còn các yếu tố cung cầu thì mình không phải bàn rồi, bởi vì sao, bởi vì rõ ràng không thể nói hôm nay là phiên giảm điểm với khối lượng to như là đẹp được, nói như thế nó không khách quan, nói thế nó không khách quan anh chị, đúng không? Chúng ta phải thấy phiên giảm điểm với khối lượng lớn chưa bao giờ là một cây đẹp, không phân tích kỹ thuật nào nói như thế cả. Bởi hôm nay lực bán lên cổ phiếu rất là nhiều, lực bán thị trường nhiều, đặc biệt là có những cái điểm lag, điểm lag như thế nếu anh chị gặp lại là nhà đầu tư rất dễ hoảng, bởi vì anh chị sẽ thấy những cổ phiếu đang xanh chuyển một cái thành đỏ 300%, tâm lý hoảng loạn, tỷ lệ lỗ trong tài khoản cực cao. Vì thế cái quan điểm của mình là khi thị trường up lên, quan điểm là lúc mà đang xanh đang ngon á, tranh thủ hạ tỷ trọng đi, bán nhiều vào hạ tỷ trọng cổ phiếu, đó là một trong những cái yếu tố cần thiết. Kể cả hôm nay mình bán một sâu cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm mình luôn, bán sâu quá trời, mình bán mình sâu, mình bán từ sáng luôn, chút nữa mình cho anh chị nhà đầu tư xem. Ví dụ ở đây mình có nói với anh chị nhà đầu tư là 10:13 là sáng nay là mình đưa nhận định hơi trễ, vì sáng nay mình đi khám đi viện, nhưng mà không sao, ổn, không có vấn đề gì hết, nên là mình quay lại mình phân tích cho anh chị nhà đầu tư. Nhất là hôm qua là VN Index của ta là một phiên phục hồi rất là tốt, các cổ phiếu tăng mạnh là theo kế hoạch, càng về cuối phiên thị trường kéo càng mạnh. Tuy nhiên cái điểm trừ của phiên hôm qua là thanh khoản thị trường rất là thấp, mà kéo mạnh là volume thấp cho thấy đây là động lực kéo trong nghi ngờ, không phải là cái sự thay máu thực mạnh tại cái vùng 1.250 để nó bước lên vùng 1.300. Về nguyên tắc là cái phiên tăng mạnh phải đi kèm khối lượng lớn để xác nhận được cái xu thế, vậy nên hệ thống ưu tiên anh chị nhà đầu tư hạ tỷ trọng và hạn chế mua trong cái phiên hôm qua, gần như đâu có mua. Vừa nên ta sáng nay tiến vào cái vùng gần đỉnh trước thì gặp áp lực chỉ số, tuy nhiên là điều này không quan trọng lắm trong lúc này, quan trọng là vận động của các cổ phiếu không đều. Ví dụ hôm qua là chứng, hôm nay là bất động sản, đầu tư công và thép, vậy nên phiên này là mình sẽ tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu mà đạt chiều thép mà HBG về tài khoản có lời mình sẽ chốt luôn. Anh chị chúng ta nên chờ qua thứ sáu ổn, thị trường ok chúng ta tham gia, bởi vì quan điểm của mình là chúng ta sẽ phải chờ cái CPI của tối nay. Ví dụ CPI tối nay của Mỹ mà tăng cao, ngày mai thị trường chúng ta không khác một phiên té nước theo mưa. Bởi vì là hôm nay nha, nếu CPI tăng, tức là anh chị phải hiểu động thái của thị trường Mỹ là nó không kìm được các lạm phát, mà không kìm được các lạm phát là Fed người ta sẽ tăng lãi suất, mà tăng lãi suất á thì là anh chị phải lưu ý là nó rất là rủi ro.
không, tăng lãi suất thì anh chị thấy nhau, từ nước ngoài người ta bán ra hôm nay có thể là người ta cũng quan điểm giống như mình, là người ta cũng sẽ cảm thấy cái yếu tố rủi ro đó xảy ra. Và quan điểm thì mình thấy cái giá dầu neo cao như thế 80 90 đô, có lạm phát và tỷ lệ mà nó xuống lại cực kỳ khó. Bởi vì khi mà giá dầu neo cao tất cả mọi thứ sẽ tăng hết, mà tăng nó sẽ tạo ra lạm phát, đó là cái yếu tố ngắn hạn à, lưu ý nha. Vì thế là khi những cái rủi ro xảy ra, quan điểm của mình là phải hạ thời gian trước, bán trước cầm tiền và đã. Còn bây giờ lời ai người ăn thôi, mình có những cổ phiếu mình ăn rồi, mình có những cổ phiếu mình giữ lại, nhưng quan điểm của mình là phải hạ tỷ trọng cổ phiếu đi à, lưu ý nha. Rủi ro trong giai đoạn này thì mình có đề cập trong video ngày hôm qua, anh chị có thể tham khảo lại. Hôm nay tối nay là phiên rất quan trọng lắm, lúc này mình ưu tiên hạ tỷ trọng danh mục hơn là việc gia tăng. Còn nào mà mình bán được và giữ lại thì mình sẽ quan sát tiếp. Phiên hôm nay thì mình sẽ đánh giá thị trường phân hóa rất lình xình, không tăng giảm quá mạnh và phân hóa của các dòng, anh chị ưu tiên hành trọng trên từng cổ phiếu. Anh chị thấy hôm nay thị trường chúng ta giao dịch khoảng 7 điểm, đó là phiên rất lình xình của thị trường, bởi vì hôm nay một số con vẫn tăng nhưng mà rất nhiều con có yếu tố về mặt là bị cục đầu, lưu ý nha. Mình dự kiến là sáng 10 giờ 16 sau đó 3 phút mình nhắn với anh chị nhà đầu tư là mình dự kiến thị trường nó sẽ có chỉnh, vì cái cách giao dịch mà thị trường nó kéo lên nó đạp xuống kéo lên đạp xuống như thế thì mình đánh giá thị trường sẽ có chỉnh. Anh chị linh hoạt thì bán MB quanh 14.6 là canh về 14 mua lại, hoặc là vi băng trên vùng 22 thì mình bán ra, canh về 21.3 thì mình mua lại. Còn mình sẽ không giao dịch, lưu ý nha, mình chắc luôn là mình không giao dịch các mã cổ phiếu này, bởi vì mình đánh dài hạn mình cầm luôn và không giao dịch, bởi vì đó là chiến lược mình đặt ra cho anh chị nhà đầu tư. Nhưng nếu anh chị muốn lướt sóng thì theo khuyến nghị thì bắt đầu là buổi trưa đó, bắt đầu mình ván hàng là mình bán nè, mình bán là chốt lời mà WG qua 59, đúng không, nó kéo qua 59 mình bán luôn, T cộng mua gần 4 giá đặc biệt, HBG mình đánh luôn bán luôn vào đầu phiên chiều nè, đầu phiên mở phiên ra bán luôn, ăn quanh một giá là chốt luôn, 29 cộng cộng bán luôn. BVS vùng 38 40 trong dịp này là target, thì lúc này là trên 38 bắt đầu bán 50%, giữ lại 5% hàng. Anh chị thấy là đầu tiên là MWG, con này kéo từ khoảng 6 đến 700 bán được rồi, mua có 3 ngày ở đây nè, mua cây này nè, 1 2 3 ngày ăn được 700 bán rồi gì nữa. Thực ra con này mình bán là bởi vì như thế này nè, bởi vì nó chạm cái trên lên. Đây là xu hướng của nó ở đây nè anh chị. Nói thế thôi chứ nó phải có lý do chứ. Đó, nó chạm cái trên này nè. Vùng giá 60 á, 5960 lên trên này mình chốt lời. Nó test lại 54 mua lại. À, test lại 54 mua lại. Lưu ý là MWG nha. Thế thôi mình chạm cản mình bán ra. Đó, BVS là vùng 3840 trong dịp này là mình bán đạt target thứ nhất là đỉnh trước. Đấy, cổ phiếu này về đỉnh trước nè, thứ hai nó test được hai đỉnh đây nè. Bán luôn 50%, đây test đỉnh trước. BVS. Bán luôn, nó nhồi lên 38x, khuyến nghị anh chị nhà đầu tư chốt luôn, bán lên 50%. Giữ lại 50% bởi vì con này mình mua nhiều. Nam Kim mình bán hết vùng 22 cộng cộng. NKG. Thấy công hòa phát tục và bán luôn. Cổ phiếu này xuất hiện nâu đi mình ba thì kiểu gì nó gọi áp lực chỉnh, tức là sự yếu đi trong đà tăng nè. Thì thông thường yếu đi trong đà tăng thì nó tích lũy lại, chờ tích lũy lại tính sau. Còn cổ phiếu vẫn ổn. CI nè, 24.2 anh chị đánh tới cộng về là có lời một chút luôn, thu tiền về. Gì đây? CI 24.2 cộng cộng ở đây nè. Nền bứt lên không thành công này. Hôm nay áp lực chút lời lớn là mình bán. Với lại nó có gap, mà nó có gap thì cứ mở ra là mình bán, hàng vừa về là mình bán luôn. Hôm nay mình chỉ mua một con duy nhất là con EIB cho tới cộng, bởi vì thứ sáu này ETF nó sẽ mua vào con EIB nhiều nên vùng 25.8 mình mua EIB. Hôm nay nó vẫn giữ được giá tham chiếu, cho nên là không phân tích về cái yếu tố kỹ thuật. Mình chỉ mua bởi vì thứ sáu mình đánh giá con EIB này nó có yếu tố được mua khá nhiều, nên là nó mua 17 triệu cổ thì mình có thể là mình cược với con EIB. Thế thôi vít thì mình bán hoa, mình cầm lại con VHM đang lỗ. Vào sau hôm nay mình canh con vít lên 63 để chốt, nhưng mà nó không lên được là chốt luôn, bán hoa vốn. Hôm nay mình kỳ vọng là vùng 62 63 lên là cái nền này nè, để bán mà không thành công thì thôi bán nó luôn, chờ giai đoạn khác thu tiền về. Mình sẽ gồng lỗ một ít VHM. Anh chị thấy đây hôm nay là mình bán chút lời rất nhiều nè, MWG T3 được khoảng 700 nè, HBG mua 2 ngày lại được gần 3.500. Những cái con mà volume lớn như này ăn được cái biên độ lớn của nó là anh chị phải thấy nó rất là ok đấy. Bởi vì là để nó tăng mạnh nó cực kỳ khó, bởi vì hàng nó nhiều lắm, tiền nó để kéo nó cực lâu. Như BVS là chốt 50% giai đoạn sau ăn được 15%. Nam Kim thì mình ăn được hết được khoảng 15%. CI mua được khoảng 3%, VIX thì mình gần như là hòa. Và đây là các cổ phiếu trong danh mục của mình ở thời điểm hiện tại. Các cổ phiếu chủ chốt thì mình vẫn cầm bình thường. Anh chị thấy ZMDF mình đâu bán đâu. BR không bán, GAT không bán. ZMDF này vẫn xanh. Những con này có câu chuyện riêng. Mình đã nghiên cứu rồi nên cứ để đó. BR không bán kệ nó luôn, đi nền tết cung bứt phá này. Ok, vẫn giữ được 222 vẫn cầm. Và con này target nó phải tới 23 năm 24 nên đâm ra là lên tới trên này mới bán. Hoặc là ví dụ FPT bán đâu, kệ nó chứ. Bởi vì những con này trong danh mục chủ chốt chúng ta không kê nhiều. Lưu ý nha, ta có gì ở VBank không bán, vẫn cầm nó vẫn xanh. MSB không bán luôn, mình không bán, mình chỉ nói anh chị nhà tư lướt á. Thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta canh bán vùng này chờ chỉnh mua lại, mình không tham gia.
nó rõ ràng với anh chị nhà đầu tư nha. Ở đây chút anh chị thấy như con gas này hôm nay đẹp quá trời ấy, cổ phiếu mình đánh giá lên khoảng 105-106 là có yếu tố điều chỉnh, bởi vì đây là kháng cự trước là bình thường. Nếu ngày mai nó có chỉnh á, khả năng ngày mai con này chỉnh rất là cao, vì nó đây là cái lên vùng đỉnh trước thì nó sẽ có yếu tố là test lại và tạo cái quay cầm ở đây, test lại 103. Nhưng mà con này mình mua giá dưới 100 thì cầm cái có đâu ta lăng tăng nha. Còn các cổ phiếu như BVD này, có Vinhome ở đây mình lỗ hơi nặng là 10%, nhưng mà không sao, mấy con kia lời to mà sợ gì, con này cầm ít kệ đó, mới mua 5 ngày không phải là cái yếu tố vấn đề. BNG lỗ nhẹ không vấn đề, TBank lỗ nhẹ không vấn đề, ta có EIB cũng hôm nay mới mua lỗ nhẹ không vấn đề. Lưu ý nha, đây là các cổ phiếu T cộng còn lại của mình. Còn anh chị thấy trước đó là mình có giao dịch một cái danh mục T cộng rất là lớn, rất là to, mình bán rất là nhiều, là gần như 2 ngày 2 phiên hôm qua mình bán rất nhiều. Thì quan điểm của mình là nếu ngày mai mà thị trường không ok, mình tiện hết tất cả các mã T cộng luôn, coi như là mình lỗ ít không nhiều lắm đâu, bởi vì các mã cổ phiếu kia mình đánh lời hết mà, thì các cổ phiếu này bé tí không đáng bao nhiêu cả. Chốt ra mình chờ thị trường của chúng ta ở trong giai đoạn sau, ví dụ thủ 1220 và ngày mai thì khả năng là mình sẽ bán hết tất cả những cái mã T cộng còn lại và giữ lại các mã cổ phiếu nó chủ chốt. Còn thị trường chúng ta mình sẽ kỳ vọng, bởi vì quan điểm mình là trước đó mình gia tăng thị trường rất nhiều, ví dụ mình cầm 50% cổ phiếu chủ chốt, 50% cổ phiếu T cộng, mình đánh margin lên một cái tỷ đồng rất to, mình đã hạ hết rồi. Bây giờ mình chỉ còn lại một vài mã T cộng và một vài mã chủ chốt mình vẫn nắm giữ xuyên suốt. Nên hôm nay là thị trường này thì quan điểm mình là nếu mà tổ chức 3-4 phiên gần đây người ta bán thì kiểu như ngày mai thị trường sẽ xuyên thủng ngày 220 để nó kéo vào cái vùng 1200 tạo vùng cân bằng mới. Nếu với cái vùng này cân bằng không thành công, thị trường ta sẽ tìm một cái vùng đáy mới, có thể là lủng luôn cái mức đáy trước, nên chúng ta phải lưu ý. Còn quan điểm của mình, thị trường này mà đi lên ngay ấy, cực khó và tỷ lệ cực khoai, vì lúc này làm gì có tin tức nào ủng hộ cho thị trường, không có một cái gì ủng hộ cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Còn nếu mà thị trường chúng ta mà thủng 1.250 nó sẽ tạo ra cái yếu tố domino và cái hiệu ứng, một là nhà đầu tư nắm giữ lâu dài người ta chốt lời, hai là những ông mới mua và bị quay cuồng cắt lỗ, ba là những nhà đầu tư hành động sợ mình bị sai, tức là bây giờ mình bán lần đầu sai rồi, bây giờ mình bán lần nữa có suy nghĩ có sai hay không, và đến một lần nào đó nó bán thật và lúc nào anh chị ta quyết định chúng ta cắt ra là khả năng ngay đấy rất cao. Nên lưu ý nha, người ta quan điểm mình á thì ra vị thế của một người á còn một phần hàng và bán rất nhiều các mã cổ phiếu tới công, giữ lại một cái lượng tiền nhất định và mình đã thoát ra ngoài thị trường khá nhiều, cũng như là những cái tư vấn mình đã chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư trong ngày hôm nay. Còn các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì không nói, bởi vì sao, bởi vì cái quan trọng nhất là cái mốc 1220 vào ngày mai anh chị xem như thế nào. Còn hôm nay nhóm đầu tư công bằng xanh FCN nè, LCG nè, HV, những con này là quá ok để mua luôn. Nhưng mà mình nghĩ là đánh nhịp sau, nhưng mà hôm nay đánh luôn là nó hơi kỳ. Đúng là những con này ngày mai đánh, ý là nhịp sau thị trường đánh đẹp quá. Ví dụ LCG hôm qua tiền vào đẹp quá, tiền qua vô luôn mới nổi như thế này, rất là thích rồi. Rồi đánh giá là sóng đầu tư công có rồi, cuối cùng này đánh luôn để làm cho mình mất cơ hội trong nhịp sau thì thôi, mình sẽ chờ chỉnh. Ví dụ thị trường chỉnh với những con SN nè, LCG nè, HV nè, nó chỉnh lại, nó test được cái nền mình vào nhịp sau, không vấn đề gì cả. Vì thế là khi thị trường chỉnh, quan điểm của mình nha, nó rớt vào ngày 220, một ngày 200 không quan trọng. Quan trọng của mình đây là một trong những cái cơ hội để anh chị chúng ta đánh một cái nhịp sau của thị trường lên 1.300. Tức là xuất hiện một nhịp độ đủ lớn, thị trường chúng ta sẽ lên được cái mốc 1.300 với những cái động lực kéo của tổ chức. Vì thế chúng ta lưu ý nha, lúc này thì phải cân nhắc cái mốc 1.220. Thủng thì nên lưu ý, chúng ta bảo vệ cái thành quả của chúng ta là cái ưu tiên. Còn nó về 1.200 như thế nào cho chúng ta sẽ tính tiếp. Còn khi nào thị trường chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ lòi ra những cái cổ phiếu để chúng ta tham gia trong giai đoạn sau. Còn mình thì bây giờ mình đã lên một cái list cho anh chị nhà đầu tư bên mình, chỉ cần nó đi đúng kịch bản là mình sẽ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư vào để chúng ta đánh trong giai đoạn sau. Bởi vì hôm nay từ sáng mình đã chốt lời khá nhiều rồi, anh chị thấy sáng mình đã bắt đầu chốt lời rất là căng luôn, bán nhiều lắm, bán từ sáng đây nè, cho anh chị nhà đầu tư xem là sáng này. Nè, mình báo anh chị nhà đầu tư mình bán từ sáng này, cái lệnh toàn bộ lệnh của mình từ 9 giờ bắt đầu mình bán này, 9, 10, 11, 10 giờ là cái giai đoạn 9, 10 giờ, lúc này thị trường kéo căng nè, lúc này anh chị thấy nhiều mà cổ phiếu tăng mạnh rồi mình canh bán nhanh lắm. Đầu giờ chiều mình bán một số mã cổ phiếu nữa là sau 2 giờ không bán nữa, bởi vì hết hàng rồi, bán hết trơn. Chúng ta lưu ý nhé, đó là cái yếu tố mặt là quan điểm cá nhân cũng như là hành động của thị trường ở thời điểm hiện tại, tâm lý của thị trường trong cái giai đoạn này. Thì nhìn chung là mỗi người một vị thế, mình không thể khuyến nghị anh chị nhà đầu tư bán ra được, mình chỉ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư hai cây này thị trường hồi lên, chúng ta cần hạ tỷ trọng margin, hạ tỷ lệ cho vay, hạ tỷ lệ vay tài khoản của mình đi, hạn chế FOMO, hạn chế mua đuổi. Chứ còn mà bây giờ kêu anh chị nhà đầu tư cắt ra thì mình không làm chuyện đó, bởi vì anh chị không phải là khách hàng của mình. Nên nếu là anh chị nào mà là muốn thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của hệ thống và muốn tham gia cùng mình trong cái nhịp sóng lên 1.300 cho đằng sau, thì anh chị nhà đầu tư có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này là cái phần mô tả, và các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm. Còn bây giờ mình đã lên một cái list rất là ok cho anh chị nhà đầu tư ở cái nhịp sau, chắc chắn với anh chị nhà đầu tư là biên lợi nhuận nhịp sau sẽ rất hay,
Vì lúc này biên độ của thị trường đang lớn, dòng tiền nó vẫn đang nhiều. Cái quan trọng nhất là anh chị ra vào như thế nào cho nó phù hợp, cũng như là đặt ra cho mình một cái hệ thống như thế nào cho nó nét thôi. Lưu ý ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ em nha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ. Một sự tăng giá của thị trường trở lại vào ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.